Clip con gái đánh mẹ ở Bến Tre gây xôn xao, chính quyền nói gì? Đoạn clip con gái đánh mẹ ở Bến Tre đang gây xôn xao trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Thực hư câu chuyện này như thế nào? Ngày 11 tháng 2, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Phạm Văn Thoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, cho biết ông đã xem hai đoạn clip được đăng trên mạng xã hội về vụ việc xảy ra trong vườn dừa của bà Trần Thị Bé Ba ở ấp Phú Thành, xã Phú Vang, xảy ra sáng ngày 7 tháng 2. Theo nội dung clip, vợ chồng bà Bé Ba đang dọn vườn dừa tạp thì bà NTR, 78 tuổi, mẹ ruột của bà Bé Ba, ra ngăn cản, xô xát với vợ chồng bà. Các đoạn clip trên do bà T, con ruột của bà Rê, em gái bà Bé Ba, quay lại và đăng tải. Theo ông Thoàn, đó là những đoạn clip không phản ánh đầy đủ nội dung câu chuyện. Cách đăng tải từng đoạn dễ gây hiểu nhầm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương. Chính quyền địa phương đã mời bà T, người đăng clip, lên làm việc, vận động gỡ clip xuống, trong khi chờ cơ quan chức năng làm rõ. Và bà T đã thực hiện, nhưng sau đó bà lại đăng đoạn clip bằng một tài khoản khác, nên sẽ tiếp tục vận động bà T. Chúng tôi cũng đã có yêu cầu cần sự phối hợp lực lượng an ninh công an để làm rõ vấn đề liên quan đến clip gây mất an ninh trật tự trên. Nếu có hành vi xúi giục, giàn cảnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, ông Thoàn nói. Ông Thoàn cho biết thêm, vườn dừa ở ấp Phú Thành, nơi xảy ra xô xát, là đất hợp pháp của bà Trần Thị Bé Ba và chồng, có diện tích hơn 2,4 công, tức là hơn 2.400 m2. Khi nhận tin báo về vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã cử lực lượng gồm công an, cán bộ tư pháp, địa chính xuống, lập biên bản hiện trường, lấy lời khai các bên và không ghi nhận vợ chồng bà Bé Ba có hành vi ngược đãi đánh đập mẹ ruột. Mâu thuẫn giữa bà Rê và con gái là bà Bé Ba phát sinh từ trước Tết Nhâm Dần năm 2022 và Ủy ban Nhân dân xã Phú Vang từng mời hòa giải nhưng không thành, nên hồ sơ vụ việc tranh chấp đã được chuyển về Tòa án Nhân dân huyện Bình Đại xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên vào chiều ngày 11 tháng 2, bà Bé Ba cho biết những ngày qua gia đình bà liên tục bị nhiều số điện thoại lạ, gọi, gây rối, hăm dọa. Bà chia sẻ câu chuyện gia đình và khẳng định vợ chồng tôi chưa bao giờ làm hại hay ngược đãi gì mẹ tôi cả. Bà Rê từng sống chung với bà Bé Ba trước khi chuyển qua sống với em gái bà Bé Ba là bà Tê.